Xin chào các bạn. Gần tháng 4 âm lịch rồi mà mình trồng cái giống đỗ này nó lắm quả quá. Ăn mãi rồi, cho mãi rồi, chán rồi. Hôm nay mình bứt đỗ để mang đi chợ bán các bạn ạ. Nhiều đỗ lắm. Đấy. Bao nhiêu là quả, quả nhiều thế chứ. Cái giống đỗ này là các bạn trồng quanh năm lúc nào cũng có quả luôn các bạn ạ. Đấy. Đấy, sai ôi là sai. Này, cái chuyển quả chuyện này các bạn nhìn. Đấy. Tháng 4 âm lịch đấy các bạn ạ. Đấy, cái dày đỗ các bạn nhìn. Ôi trời ơi. Quá. Đổ vào túi để mang đi chợ bán nha các bạn. Nhiều quá thế này. Trời ơi, còn mưa nữa chứ. Ui, nó to to. Ê, rồi, mang ra để đi chợ bán đâu. Cô cứ rửa sạch sâu đi là cô ăn được, không sao cả, bởi vì là đỗ nhà chị 100% không phun thuốc. Mang bán cho cô sạp hàng rau chợ lẻ trong ngõ. Dạ, ok. Đu non, non lắm. Chị xin nhá, chị cảm ơn. Vì trời mưa gió, thế nên là mình phải mang đi ship tận nhà đấy các bác ạ. Đây là quán gội đầu, xoa bóp, bấm huyệt. Đấy, phòng khám răng. Tôi cho 20.000 nhá. Dạ, ok, đây, ok, thế giả lại 30.000 này. Dạ, vâng. Cảm ơn nhá. Đúng rồi đó. Rồi. Rồi, mình lại mang đỗ dừng lại đến nhà Hoa Mai mua bán xe máy, sửa chữa, bảo dưỡng. Đấy, lại gõ cửa từng nhà. Đấy. Nhà chủ đâu rồi? Có ăn đỗ không? À, mang đỗ ship tận nơi có ăn đỗ không này? Đỗ cô ve ngon lắm. Đỗ ngon ơi là ngon. Chỉ cần rửa sạch sâu đi là có thể ăn được. Lại mang ra tận nơi. Xin cảm ơn. Giờ vì trời mưa gió thế nên là phải mang đi để ship tận nơi. Mình lại ra đến salon tóc Tuấn Đạt để mình bán nhá. Còn một túi đỗ nữa.
ông chủ tiệm salon đâu, ăn hộ túi đỗ nào, mang đỗ ăn bữa trưa này.